Đó, cái này á, ổng thì ổng tên Long, mà bây giờ ổng có hai cái cánh nữa là người ta kêu bằng hổ, hổ một cánh đó. Đó. Ở đây là người ta kêu hồ Tà Bạ. À, nó có cục đá. Check-in nó thôi, check-in nhớ cái này không? Nhớ cái này ở chỗ Kim Homestay không? Thấy không? Nó lấy cái steam này nè. Quá dữ nha. Chống nạnh thì cho làm ngầu ngầu chút thôi. Ở đây nó được cái cảnh này, nhìn xuống này đẹp. Ở đây là ở trên hồ Tà Bạ nè bà con. À. Đứng diện đứa được có một cánh nè. Hai đứa đứng sát sát nhau mới được hai cánh. Nghiêng nghiêng vô chắc ngầu vậy đó. Quá dữ. Dưới này là cánh đồng ruộng bậc thang rồi bà. Muốn lên đứng lấy hai cánh không? Đó, đứng ngay giữa vô. Đó, cái này á, ổng thì ổng tên Long, mà bây giờ ổng có hai cái cánh nữa là người ta kêu bằng hổ, hổ một cánh đó. Đó. Ê. Rồi. Thôi được rồi, được rồi, ở phía sau này á, là cánh đồng, cánh đồng ruộng bậc thang Tà Bạ dưới này nè. À, đẹp không? Bây giờ là trồng lúa mạ nó lên xanh hết trơn rồi. Bay nha, rồng bay với nha. Chết cũng mấy đứa nhỏ nó tắm á, nó nhảy rồi nó bị ngập, nó bị đuối nước á. Hồi xưa tụi nó lên trên đó nó nhảy xuống không, nó cục đá này nè, nó nhảy trên đó xuống nó tắm tại chỗ đó tới 7-8 mét luôn. Wow. Chống tay chống chân chống nạnh gì cho đẹp đẹp ấy. Giờ cái tay hôm nay nè, chống lên cái eo nè. Nước để cầm ha. Để cái hồ
cái nước này nó trong á là tại vì cái chất trong đá đó nó làm cho cái bột mấy cái ấy nó đông lại nó chìm xuống. Mơ mộng đi đâu vậy anh Long? Hả? Anh mơ mộng đi đâu vậy? Cũng nhìn về núi nè ta. Đâu có mơ mộng gì đâu. Thời mơ mộng nó qua lắm, qua xa lắm nè. Tại vì nó tụi nó tham nhũng quá, thành thử ra nó đì mình đặng nó ăn đúng không? Mình chịu không nổi mình bung. Mình bung giờ cái thằng nào vô đó nó đầu tư tầm bậy tầm bạ vậy nè. À, nó cũng cái này thì mình cũng không trách được, nó theo đẳng cấp, nó theo từng thời kỳ phải không? Cái lúc này là nó chỉ hút tầm bậy tầm bạ thôi. Hết thì nó làm ai cũng mở view hết rồi. Ai cũng làm view hết rồi. Ở miền Tây này chỉ có ở đây là có cái view đẹp. Đúng vậy. Ở cái kia thì xung quanh nhà không có cái gì chỗ nào hay cho nó rất là đẹp. Nó bằng phẳng quá, cái nó nhìn thấy có một lớp mà. Còn cái này mình nhìn thấy nhiều lớp. Mà nói lũ con. Cái thằng mà mò cô Piri với nó, cái thằng địa phương ở đây đó cũng thuộc loại dạng mạnh đó mà chịu cũng không nổi luôn. Mấy đại gia ở đây đó, nó cũng sợ, tại nó biết tụi này ăn quá thành thử ra nó không có làm. Đây là cái chùa Khmer, một trong cái chùa Khmer đẹp nhất ở Tây Tôn. Cái chùa này kêu bằng chùa Tập Bả. Cái hồ bên kia là hồ Tập Bả. Bà xã cho người đạo Phật hay là Catholic? Cái này là thị trấn Tây Tôn mà. Nhà mình ở hướng này nè, chỗ cái cột đó. Đã còn. Đi vòng qua đây nè. Cái chỗ này là cái chỗ đổ lát thêm nè. Với xưa nó trú ở trong. Độ cao ở đây chắc cỡ khoảng 4-50 mét. Năm chục mét không ta?
Cái này anh đang làm cái đường, cái cổng đi lên ở trước nè. Ừ. Chỗ này có cái view chỗ này coi cũng đẹp. Cái này là cái thị trấn nè. Làm lại cái cổng này. Cái kỳ mít lên. Ta thấy ruộng ở đây nó không cái diện không tích nó mà, nó đủ thứ hết á. Cái form geometry của nó đó nó không có giống cái nào hết á. Ta hiểu tại sao không?